Thưa quý vị, những ngày qua, giá bán sầu riêng duy trì ở mức cao, nhưng nhà vườn lại lo lắng cho bệnh cháy lá đang hoành hành. Một số nhà vườn phải bấm bụng, lặt bỏ qua trái non để giữ cây. Ghi nhận ở xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, bệnh cháy lá trên cây sầu riêng đã xảy ra từ trước Tết Nguyên Đán năm 2024. Bà Trương Thị Bé Bảy, ấp Phụng Hiệp cho biết, trên 5 cọng đất trồng sầu riêng của gia đình xuất hiện tình trạng cây bị cháy lá, sau đó bị suy kiệt, thậm chí là chết cây. Hiện có khoảng 60% cây sầu riêng trong vườn bị bệnh cháy lá. Cây bị kiệt sức nên không thể để trái nhiều như những năm trước. Bệnh cháy lá ở sầu riêng là bệnh mới xảy ra gần đây nên việc xử lý gặp nhiều khó khăn. Dự định là năm nay nghe sầu riêng có giá cũng mừng. Tính định là năm tới sẽ làm trái mà tự nhiên nó bị cháy lá. Vậy nói chung là kinh tế gia đình phải nói là lo lắng. Lo lắng vô cùng luôn. Bây giờ sầu riêng vậy thì làm sao mình phát triển kinh tế gia đình, hộ gia đình được. Nó suy vậy giờ không có cách nào để mà có cái kỹ thuật phân thuốc gì để khôi phục cái vườn sầu riêng. Hôm nay cô thấy đau lòng vậy đó. Trái lá còn hơn phân nửa luôn á. Theo báo cáo của Hội nông dân xã Hưng Khánh Trung B, hiện toàn xã có hơn 200 hectare sầu riêng. Bệnh cháy lá ít xảy ra tại các vườn sầu riêng tơ hơn những vườn lâu năm. Qua theo dõi, trên địa bàn xã có khoảng trên 60% diện tích sầu riêng bị cháy lá. Khi xảy ra cháy lá, cây đang mang qua thì không thể nuôi trái được, có hộ phải lặt bỏ bông, còn nếu đã mang trái thì cũng cắt bỏ để nuôi cây. Trước tình hình trên, Hội nông dân xã Hưng Khánh Trung B đã đề xuất Ủy ban nhân dân xã và chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn cho nông dân phòng trị bệnh cháy lá và chăm sóc vườn sầu riêng. Mức độ mặn cao có lúc lên tới 1.8 nên rất ảnh hưởng đến sầu riêng. Thứ hai là cái đầu năm tước năm thì có cái vụ sương muối trắng nên nó gây ảnh hưởng đến cái cây sầu riêng rất nhiều. Trước tình hình đó thì đối với Hội nông dân xã thì phối hợp với tạm khuyến nông huyện với các cái công ty như phân bóng con voi rồi Thái Thị để hỗ trợ tập huấn cho bà con nông dân để mà sao mà cái không ảnh hưởng đến cái trái lá để mà cho cái năng suất tái năm nay đạt cái hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân. Hiện tượng cháy lá trên cây sầu riêng có nhiều nguyên nhân gây ra. Nguyên nhân đầu tiên là do đất trồng bị thiếu chất hữu cơ, thiếu độ tươi xốp, không cung cấp đủ lượng oxy cho rễ cây, hoặc do chỉ số pH thấp. Một nguyên nhân khác có thể do cây bị stress vì nhà vườn sử dụng quá nhiều chất ức chế sinh trưởng, phát lobotazole kết hợp với xiết nước trong quá trình xử lý ra qua. Việc xiết nước tạo khô hạn nhằm hạn chế tối đa hoạt động của hệ thống rễ, ảnh hưởng đến sự bốc thoát hơi nước ở lá và trong điều kiện mùa khô với nền nhiệt cao dễ làm cho lá dễ bị tổn thương. Hiện tượng cháy lá cũng có thể do cây bị nhiễm nấm bệnh. Thời gian gần đây, hiện tượng cháy lá chỉ xảy ra với cây sầu riêng đang ra hoa hoặc ban trái. Đối với cây tơ chưa có trái thì không bị bệnh. Vì vậy, nguyên nhân có thể là do nhà vườn thực hiện các nước xử lý dịch vụ cộng với nắng nóng gay gắt dẫn đến lá sầu riêng bị cháy và rụng. Thì cũng rất là lo nhưng mà cũng chăm sóc, cũng tưới dưỡng rễ rồi đưa pH lên để cho nó ra cái bộ lá mới thì cho nó ổn định trở lại. Mình vận động nhà vườn mà trữ nước được nhiều, có cái tư thế là sẵn sàng, các cái đê bao cống mình trữ nước thì coi như cây vẫn phát triển tốt. Tuy nhiên cũng còn khó khăn là một số cái vùng ở như Hưng Kính Trung thì hiện nay cái lượng nước cũng hơi cạn kiệt do người ta trữ nước nhưng mà cái nước sông nó cũng còn cái ngưỡng cao. Cái khuyến cáo người dân là người ta tận dụng những cái vật liệu như là cỏ rồi những cái vật liệu tại chỗ của mình để mình trữ gốc rồi mình tưới tiết kiệm. Đồng thời là nên chú ý về vấn đề mà bón cái phân bón phun qua lá như những cái chất như là canxi hoặc là silic thì nó sẽ giảm được cái vấn đề cháy lá. Để phòng và trị bệnh cháy lá trên cây sầu riêng, cơ quan chức năng khuyến cáo nhà vườn không nên hoặc hạn chế tối đa sử dụng thuốc diệt cỏ trong vườn sầu riêng, đồng thời không nên cuốc đất xung quanh gốc sầu riêng sau khi dỡ bạc phủ gốc xử lý ra qua nghịch vụ. Những vườn có xử lý ra hoa nghịch vụ thì nên lặt bỏ hết hoa, trái hoặc bỏ một phần hoa trái nếu cây có dấu hiệu bệnh và suy kiệt, cần tưới đủ nước cho cây, bón bổ sung phân trung di lượng, bón phân hữu cơ cộng đám Trichoderma và những vi sinh vật đối kháng khác như Streptomyces, Pseudomonas. Hiện nay, các ngành chức năng và địa phương đang tập trung hướng dẫn người dân chăm sóc vườn sầu riêng với hy vọng sẽ khắc phục được thiệt hại, giúp bà con nông dân yên tâm sản xuất.